Xin chào mọi người ạ. Hôm nay sẽ cùng đưa mọi người đi trải nghiệm một cái thuê bao cách nhà khách hàng khoảng 200m. Và cái dây thuê bao này thì hoàn toàn đi ở trên cây. Chiều ngày hôm qua thì sự cố lên lúc khoảng 16 giờ chiều. Và rất có khả năng là dân chặt cây dẫn đến cái tình trạng là đứt dây thuê bao nhá. Cái thuê bao này thì đợt trước cũng đã từ chối triển khai bởi vì nó không có cái cột, không có cái cột cứng để mình đi ấy. Tuy nhiên thì cũng xin sỏ này nọ kia, xong rồi cũng triển khai. Ba. À, bác nối vào à? Bác nối bằng cái gì đấy? Thiếu mất một đoạn nhỉ. Bây giờ muốn nối nhà dưới kia này lên nhà tôi được không nhỉ chú nhỉ? Nhà nào bác? Nhà chú dưới này. Nối lên nhà này. Nhà này không biết còn dùng được không? Không có dùng nữa. Chú vừa đứng vừa kẹo lên đi đây. Hả? Hạt kẹo xuống đi đây. Kéo dưới này này được mà. Được thì chú ơi, chú một cái nhá. Nhưng mà hôm nay cháu lại không có cầm đồ đi rồi. Có gì mấy hôm nữa. Mai là ngày kia, tí cháu lấy số ấy. Bỏ cái tivi lâu quá rồi mà. Bây giờ mà muốn làm riêng thì không có nhỉ, không có chỗ. Đây là hết cổng. Mỗi một cái cổng như này được có 8 nhà mà. Cái tủ đợt trước đặt ở đây ít hết. Không chứa được không chịu tạm người ta tranh hết. Thì có biết cái dư thừa cứ tưởng như là điện như ấy. Muốn lúc nào cũng được. Một cái tủ như này là có 8 nhà được. Mỗi cái nối này lắm thủ tục nhỉ. Vâng. Chả tranh hôm qua cứ thấy vậy cũng xỏ vào nhưng mà không được. Đúng rồi, cái đồ cơ. Cái đồ mới làm được. Chứ cái này mình không nối bằng tay được. À nó bù á. Trước đi sang bên này không nhỉ? Nó đi sang bên này mà nhỉ? Hôm qua ông lại chọc sang đây à? Lâu rồi chọc hôm nãy chứ. À, đây đi cho xem.
chọc sang bên này là không 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 đủ dây. Vâng. Ông cứ để bên này, lúc nào ông làm hai cái cột tre đây này là được. Cái dây này nó mỏng, nó không chấp. Đó, ông Âu chọc qua đi. Ở đây nữa không ạ? Qua cái cho nó đi chéo như này đây. Khó lên phết nhỉ. Đây tiện ông chọc cái qua đây này. Đấy, lúc nào ông làm hai cái cột ngắn ngắn ở đây được không hả? Đấy, cho nó lên cành này được. Ui, không biết đủ không nữa. Đi đằng đấy là đủ không phải. Đấy. Đấy, lúc nào ông làm cái ở đây là được. Cho lên cái cành cây. Bên này chắc ông phải chọc sang cái này rồi. Đây. Cho lên lên cây nếu bổ đó. Cho sao lên cây nếu cho lên. Được ngay trước rồi. Đúng rồi, đánh đi. Vâng. Đây. Đi xuống bên này. Đó. Đây đây. Đây đợt trước này không có cột các kiếc gì. Đi như này. Chú kéo hẳn lên đấy để nó đi. Đây. Đây đây. Dính không? Cái này gần tới. Chú muốn kéo chung với nhà dưới nè. Vâng.
bây giờ hết còn người biết làm nào. Nè chú rơi đây gì? Vâng. Hôm nào mang vào giúp cái nhá. Vâng. Đợt trước thì như nhà này dùng chung mà nhỉ? Nhà này dùng chung nhưng mà bây giờ không có dùng nữa. Bỏ ra. Nhà nó học tự nhiên không ơi. Đợt trước muộn thấy mấy nhà muốn dùng hết cổng. Cái này chính nó làm cũng chắc nhưng mà cái lối trong kia lại mỏng nhỉ. Vâng. Có bằng sợi tóc. Nhà bên dưới này thì dùng 3 nhà rồi cho nên hoặc là đạp nhà dưới này cũng được nhưng mà nó xa dây hơn. Nhà bên này chắc gần hơn. Nhà bên này gần. Đấy, nhà em. Hôm qua chặt cành bé tí như thế mà cũng đứt nhỉ. Nó rơi xuống đây xong nó đập cái đầu vào có một tí mà bên à. Chỗ này là kiểu nổi. Mà. Nhưng mà không có còn cắt đây chứ ạ. Không có cắt. Chặt cắt ở đây lại dính tiếp mà. Ăn bàn đợt trước là đi đây không có cột. Đây là chó lên của mình này bù là. Đây là chó lên của mình luôn là. Ôi nhiều mắn. Là nếu mà con phải quá cái thử đi thử nọ thế. Cái lúc này chú đang để cái này rơi mất rồi sao?
thuê mất rồi nhỉ? Đây cho thuê cũng có mà. Sợ này là chú này là sợ già đấy. Đây đây. Ông ở nhà ông có bật điện không nhỉ? Có cắm wifi vào không? Không có gì đâu. Chết rồi. Có mũi còn mũi cái này lại không được. Nãy có rồi lại cũng đi xuống hay đi lên đây không? Trên có nhà trường học đấy. Học ủy ban lùi đi lên nào để cho ấy xem. Thank you.
đây còn mỗi cái duy nhất mà né được. Ông thử về xem có điện ở trong wifi không? Như kiểu mất điện ấy. Nối mãi mà không thấy được này. Bực nhẹ. Vâng. Được rồi. Vẫn còn được. Được. Mãi mới được.
bật máy bố lên rồi đang ăn chưa vậy? Hiệu 27 anh ạ. Được rồi anh em ạ, nhưng mà tín hiệu nó cũng hơi tín hiệu bị mất 2 dB. Cho xem tạm. Hôm nào triển khai thay lại cái dây này. Tạm thời như vậy đấy. Lúc nãy cái mình bấm dẹp quang này thì lúc đầu nó 27, mãi sau nó mới không xuống được. Mình cứ tưởng là lỗi ở đây. Được rồi. Vâng. Có dịp mai nhá. Vâng, mã.
tín hiệu là 27 nhưng mà mình cố bấm anh em, cố bấm xong rồi nó lại bị lỗi. Thế thành ra là mất thời gian quá. Biết thế thì lúc nãy cho nó đóng luôn sự cố đi. Cái tín hiệu nó hơi cao. Mình cố đấm ăn xôi. Ôi.